Gì đấy? Ôi ôi, gì đấy? Ôi giời. À, đi đợi đúng không? À. Đó mình là khoai tây. Rất là ngon. Kể chưa? Chào đây. Đi nha. Đây là đóng cửa. Bị bắt được à? Rồi, cho vào đây rồi. Đây. Cho vào đây, cho vào đây. Cho vào đây. Rồi, qua. Đi con to đi đây. Đấy rồi. Ua! Bị ơi. Thank you.
Đúng không? Ờ, này mà anh luật cho. Nhập vô với thì mua về đây à? Trời ơi. Sao vậy? Chị ra ngoài kia. Ồ. Mặt cả sao anh ngủ ngục. Úi trời. Sao vậy? À. Nằm luôn à? Nhá. Ờ. Sao này bị chán đấy? Cái củi sáng mình mang đây còn nguyên này. Nấu cho PT nhá. Tất cả hôm nay quá vất vả. Hey.
Sao? Có rất nhiều hạt nhưng mà mình sẽ luộc cái ở phần thịt thôi. Nhớ không? Cái món này phần hạt ăn cũng là ngon nhất. Đó. Mình là khoai tây. Khoai tây thì mùa này khoai tây thì ở Việt Nam khoai tây mùa này không ngon bằng mùa kia, nhưng mà thực ra khoai tây thì một thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe của baby. Nên là cố gắng mua cái khoai tây ngon nhất để baby ăn. Bí văn ăn thôi à? Thả bí ngon ngon đấy. Đi ăn gì đấy? Ăn bằng hàng à? Bí để bà thấy con nào nhá. Đây để thấy con nào nhá. Ờ để thấy con nào nhá. Nào. Thấy con nào. Thôi, đi thay áo đi chú đây. Ờ. Đấy, áo mới, đang luộc. Nóng nóng nóng. Ra đây ra đây. Ra đây. Hôm nay thì hơi muộn rồi. Nhưng mà phải nói là hôm nay thời tiết quá là tuyệt vời nha, mấy nha. Đang luộc rất nhiều món đấy. Có bí ngô này, khoai lang này và khoai tây. Và nhiều món rất là tốt cho sức khỏe của BB. Mình ghép dần đồ thôi, giờ mình chỉ ăn là về thôi đi nhá. Đây, để mình đưa mấy cái này lên lên xe đi. Mang bi đâu rồi? Mình ghép lều rồi nhá. Đi, mình ngồi đây, mình ngồi đây. Mình ngồi để ba đi ghép lều cho. Nhá. Ờ. Ôi, nóng. Nóng ấy. Đi ra đây. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây nhá. Ờ, để ba ghép đôi nhá. Ờ. Sao vậy? Sao? Lấy uống sữa làm gì? Gì đấy? Nhớ gặp đi chứ. Đây, ờ. Đây, gặp đây. Anh đi vào. Ừ, đúng á. Đi đi chạy thế, đi chút bố. Đây. Đi xuống đi ngàn á. Xuống đi.
đi xuống đấy. À, đang ngồi xuống đấy. Xuống đấy. Xuống, không ăn đi. À, ok. Nhớ bên này nhá. Thời tiết rất là đẹp. Hai ba cam chè giờ này thì trời bắt đầu có dấu hiệu của mưa rồi. Một đôi hạt mưa. Thì thế này quá tuyệt vời. Đó, lấy ông thương nhiều thế. Hả? Đây mình nhớ. Thôi chín rồi, chín á. Ơ, mày đi đâu? Đi ơi. Chín rồi này. Đây. Dạ. Rồi. Đi ngồi đây đi. Nóng á. Ngồi đây. Mình ngồi đây không được. Ngồi đây. Chưa ăn được. Mà lấy nhá. Ờ. Đây. Hôm nay là ăn hơi muộn đấy nhá. Hôm nay là chủ tịch ở đây. Đấy, Bình ngồi đây. Ôi, chín quá đây. Bình ngồi đây. Để Bình ngồi ăn đây nhá. Để bắt đầu. Trời bắt đầu có đôi hạt mưa đấy Bình ạ. Để mình lấy thêm món khoai lang ăn nóng. Rồi, biết đấy. Nhưng mà hôm nay cắm trại rất là thành công. Bi cắm lên. Để ba thổi cho nó. Và bi ngoan đi. Mưa rồi, trời bắt đầu là có đôi hạt mưa rồi. Thời tiết này thật là tuyệt vời. Đấy nhá. Rất là ngon. Trời bắt đầu mưa. Có đợt hạt mưa rơi xuống. Đi ăn đi. Ờ. Ăn từ từ thôi. Cắp mình hơi vất vả. Đi bắt cá chay nghiền tắm bùn như thế. Ngon quá, ngon. Ra bên khoai. À, ngon. Ngon đúng không? Hôm nay tôi tiếp tục hơi phù hồi cho hai đứa con. Con. À. Ngon luôn. Ngon không? Hả? Ngon lên cái bia mình đi sửa nè. Ngồi đây đấy, mình ngồi bên ngồi đây đấy, bà lấy nhá. À, ngồi đây bà lấy cho sửa nhá. Bị đứt nhẹ đây, đứt nhẹ đi ba. À, đứt nhẹ đây ba. À. À, cái cầm này. Đang sửa đi. Đang thời tiết thì hơi tối tí nhưng mà mấy dòng mọi người xem video BB vẫn nhìn thấy được BB và bố. Cảnh ở đây thật là tuyệt vời. Bí ngô ngon, khoai ngon, ngon không? Còn miếng khoai cuối cùng đi ăn không? Thấy ra miếng không? Hả? Ngon.
Đây mà cắt đi, mà cắt đi. Ờ. Rồi rồi rồi. Mới quay nè. Nó không? Ừ. Ừ. Hôm nay buổi camping thật tuyệt vời. Dắp mấy cái đồ bí đi về cái nhà thì dắp tròn lại vừa lại xong. Nhưng trời hôm tối rồi. Bởi bí đi về dắp đồ để về. Ê, chúc phép mọi người nhá. Đã bón dắp đồ về. Tối quá thì không nhìn thấy gì. Ghép bàn nhá. Ngồi đấy, ờ. Tối lắm. Ngồi đây đi, đừng ra ngoài này nhá. Quá vất vả của baby và bố. À đấy, lên đây đi. Được lấy chưa? Đây. Đi đánh nhé, đi đánh. Đó. Về nhá, mình khởi động xe về nhá. Hello everyone. Hôm nay thì trải nghiệm camping ở cánh đồng khá là tuyệt vời. BB cũng như bố là hôm nay có một buổi trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt là trải nghiệm vừa camping vừa thu hoạch cá, tắm bùn, thu hoạch cá thật lãng mạn. Có phần BB có cảnh là BB bắt cá xong người hết bẩn, nhưng bố với BB sẽ tiến hành tắm không nhầm được video đấy, thì bố với Vivi có một buổi trải nghiệm thật là tuyệt vời, thực sự rất là tuyệt vời đấy. Thì hiện giờ cũng muộn rồi, bố với Vivi đang hành trình từ chỗ camping để về nhà, trời cũng muộn, nói chung là nhưng mà cảm giác của mình thật là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và yêu quý BB. Bố hy vọng cho được BB trải nghiệm được nhiều hơn nữa. Đi nhờ, hả? Đi nhờ. BB sẽ được trải nghiệm nhiều nữa. Đây là mong muốn lớn nhất của cuộc đời của bố. Cuộc sống thì nó luôn có nhiều thay đổi, nhưng mà thực sự là để được trải nghiệm ấy, chúng ta cần phải có rất nhiều thứ, không gian, thời gian, địa điểm, nhiều yếu tố. Nhưng thật là may mắn hôm nay được trải nghiệm hết tất cả mọi thứ. Đến nhà, mình về nhà rồi, ok, mình về nhà rồi.